tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng trân trọng kính mời lên sân khấu anh Nguyễn Bá Quế, trưởng ban tổ chức lễ kỷ niệm, sẽ lên trình bày diễn văn kỷ niệm. Xin được trân trọng kính mời ạ. Kính thưa các thầy cô, hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở Kiền Bái. Kính thưa các thầy cô, nguyên hiệu trưởng, hiệu phó, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn trường phổ thông cơ sở xã Kiền Bái. Kính thưa các anh, các chị, các bạn và các em thân mến. Trong không khí vui tươi, phấn khởi, thắm đượm tình thầy trò, tình bạn bè sau bao ngày tháng hồi hộp chờ mong, chúng em hội đồng học cấp 2 niên khóa 1987-1991 long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày ra trường. Đây là dịp để chúng em thăm lại mái trường mến yêu, nơi có biết bao kỷ niệm của thời cắp sách đến trường, dù cho năm tháng qua đi với biết bao sự đổi thay. Là dịp để chúng em bày tỏ lòng tri ân các thầy cô đã hết lòng dạy dỗ, dìu dắt. Và cũng là dịp chúng em được ôn lại quãng thời gian cùng nhau học tập dưới mái trường thân yêu. Trong giờ phút này, ai trong số chúng em cũng ngập tràn hạnh phúc vì được gặp các thầy, các cô, được gặp lại bạn bè và trở lại mái trường xưa. Cho phép em thay mặt ban tổ chức lễ kỷ niệm xin kính gửi tới các quý vị đại biểu, các thầy cô cùng toàn thể các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Chúc lễ kỷ niệm của chúng ta thành công, tốt đẹp. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa các anh chị, các bạn và các em. Hơn 30 năm đã trôi qua kể từ ngày chúng em tạm biệt ngôi trường phổ thông cơ sở xã Kiền Bái thân yêu để thực hiện ước mơ hoài bão của mình. Chia tay nhau, chúng em như đàn chim tung cánh, mỗi người một nơi, một công việc, một cuộc sống riêng, với bao bộn bề lo toan thường nhật. Hôm nay được trở lại với mái trường xưa sau 30 năm xa cách, nhưng trong mỗi chúng em vẫn còn vẹn nguyên những cảm xúc lâng lâng khó tả. Bao kỷ niệm về một thời cấp sách đến trường cứ ùa về. Thật là hôm nay xúc động bồi hồi, nhớ về kỷ niệm từ thời cấp 2. Trường em ngày đó sơ sài, mái trường cấp 4 nhớ hoài không quên. Sau 30 năm rời xa, hôm nay chúng em trở lại mái trường xưa với những ký ức của một thời đẹp nhất, trong sáng nhất của cuộc đời, đó chính là tuổi học trò. Chúng em được hòa vào niềm vui, niềm xúc động bên những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm nồng ấm, nụ cười rạng rỡ ân tình giữa thầy cô và bạn bè. Tình cảm ấy lại càng thêm thân thương, gắn bó. Và rồi, mái trường giờ chỉ còn là kỷ niệm. Thu tàn trời đã sang đông, bồi hồi tất dạ nhớ mong cô thầy. Người trao khát vọng hôm nay, chắp cho đôi cánh em bay vào đời. Kính thưa quý vị, trở lại mái trường xưa, tìm lại kỷ niệm của một thời dấu yêu, chúng em lại bâng khuâng, xao xuyến, bồi hồi xúc động khi nhớ về thầy cũ trường xưa. Những kỷ niệm về một thời cấp sách đến trường mang đến cho chúng em niềm hân hoan, phấn khởi, làm cho chúng em càng thêm biết ơn các thầy cô, biết ơn những năm tháng được sống, được học tập và được thầy cô chắp cánh. Ơn dạy dỗ cao giường hơn núi, nghĩa thầy cô như nước biển khơi. Dù ở đâu, làm gì, mỗi chúng em luôn trân trọng những bài giảng của thầy, lời dạy của cô, để làm hành trang bước vào đời. Từ đó luôn trân trọng những người đã dìu dắt chúng em nên người. Có một nhà thơ đã viết: một dòng đời, một dòng sông, mấy ai là kẻ đứng trông bến bờ. Muốn qua sông phải có đò, đường đời muôn bước phải nhờ người đưa. Đúng vậy, thầy cô như người chèo đò, vẫn miệt mài giữa đôi bờ đưa bao thế hệ đi ngang dòng sông tri thức. Nhìn dấu ấn thời gian trên mái tóc thầy đã bạc, chúng em cảm nhận sự lớn lên của mình. Giữa cuộc đời bận rộn đầy lo toan, mỗi khi nghĩ về thầy, về cô, về khoảng thời gian được học dưới mái trường cấp 2, lòng chúng em như ấm lại,
tự nhủ mình cần phải sống sao cho xứng đáng để không khỏi phụ lòng mong mỏi của thầy cô. Nhân sự kiện vô cùng ý nghĩa này, chúng em, những học sinh khóa học năm 1987-1991, kính mong các thầy cô đón nhận từ đáy lòng chúng em những lời tri ân và lòng biết ơn sâu sắc. Thưa toàn thể các bạn, nếu cuộc đời là một chuyến hải trình, thì những ký ức tuổi thơ chính là những cơn sóng biển. Một đại dương sẽ thế nào nếu thiếu đi những cơn sóng? Một cuộc đời sẽ thế nào nếu không có những ký ức tuổi thơ? Vì vậy, những ký ức tuổi thơ có vai trò rất quan trọng và to lớn đối với cuộc sống của chúng ta. Hôm nay, chúng mình về đây thăm lại trường cũ, mái trường in đậm bao dấu ấn, kỷ niệm buồn vui của tuổi thơ. Từ ngôi trường thân thương này, chúng ta đã bay đi muôn phương. Tuy mỗi người chúng ta khác nhau về nơi làm việc, về địa vị xã hội, về vị trí địa lý, nhưng đều giống nhau ở tấm lòng yêu trường, mến bạn, quý thầy cô. Thời gian thấm thoát, thoi đưa, chia tay bạn ngỡ vừa hôm qua. 30 năm cũng thật xa, giờ đây ngoảnh lại, sắp già còn đâu. Hè này hẹn lại gặp nhau, thầy xưa trường cũ, bạn đâu nhớ về. Vâng, lời hẹn ấy hôm nay đã trở thành hiện thực. 30 năm đã qua, trường bây giờ trông đã khang trang hơn xưa, đã có nhiều thay đổi nhưng không ngăn nổi dòng ký ức đan tràn về. Trong giây phút xúc động và thiêng liêng này, tớ mong các bạn hãy quên đi những lo toan thường nhật. Hãy cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của một thời dấu yêu và hãy chia sẻ cảm xúc của mình với các bạn ở xa không về dự được. Buổi gặp mặt này là một kỷ niệm đẹp, đáng trân trọng trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Một nhà thơ đã viết: giá có thể thêm một lần ngồi học, thương nhớ này theo suốt đến mai sau. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa các quý vị đại biểu, thưa các bạn, để có được buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay, ban tổ chức chúng em xin được trân trọng cảm ơn các thầy cô. Sự hiện diện của các thầy cô chính là niềm động viên, khích lệ, đồng thời làm cho buổi lễ thêm trang trọng. Thay mặt cho hội đồng học niên khóa 1987-1991, một lần nữa em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy, các cô. Xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới ban giám hiệu trường tiểu học Kiền Bái đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất để chúng em tổ chức buổi gặp mặt vô cùng ý nghĩa này. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, cảm ơn các anh, các chị và các em đại diện các khóa đã về dự, động viên và tặng hoa cho buổi lễ. Đặc biệt, xin ghi nhận, biểu dương các bạn trong ban tổ chức và toàn thể các bạn trong hội đã nhiệt tình ủng hộ về tinh thần và vật chất để góp phần làm nên thành công của buổi lễ. Đề nghị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật dài để cảm ơn. Kính thưa các thầy cô và các bạn, do thời gian chuẩn bị chưa được nhiều, mặc dù các thành viên trong ban tổ chức đã nỗ lực hết mình, nhưng trong quá trình tổ chức không sao tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, rất mong các thầy cô giáo, các quý vị đại biểu và các bạn hãy chia sẻ và cảm thông. Cuối cùng, thay mặt cho ban tổ chức, xin được một lần nữa kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo luôn có sức khỏe, hạnh phúc, thân tâm, an lạc. Chúc ba nhà trường ngày càng khang trang, phát triển. Chúc các bạn có một ngày thật vui, thật ý nghĩa sau 30 năm trở về mái trường xưa và hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau với những thành tích mới, niềm vui mới. Xin trân trọng cảm ơn.